Thưa quý vị, những ngày này tại các xóm đảo trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai, bà con giáo dân đang tích cực dựng lên các mô hình trang trí để chào đón Giáng sinh. Tại giáo xứ Minh Hòa, bà con giáo dân đã dùng hàng nghìn vỏ lon phế liệu để dựng lên cây thông Noel cao hàng chục mét và trở thành điểm nhấn của mùa Giáng sinh năm nay tại đây. Để tạo ra cây thông độc đáo này, người dân trong giáo xứ đã góp nhặt được khoảng 30.000 vỏ lon các loại, đồng thời cùng chung tay làm việc trong cả tháng trời. Nhờ sự sáng tạo của những bàn tay tài hoa, những phế liệu đã được kết lại thành một cây thông 4 tầng, chiều cao hơn 22 mét, đường kính khoảng 5 mét, trên đó gắn hàng ngàn bóng đèn. Cứ tối nào cũng vài chục người làm, ban ngày thì một số anh em đi làm công nhân, còn một số thì cũng ở nhà cắt. Trong cái phần thô, phần cốt ấy, thì khoảng chừng 10 ngày, rồi còn những phần trang trí, tất cả cũng phải hết hơn một tháng xong. Từ khi cây thông hoàn thành, giáo xứ Minh Hòa đã trở thành điểm đến của nhiều người dân trong khu vực. Buổi tối nơi đây thu hút hàng trăm lượt người đến vui chơi, chiêm ngưỡng cây thông, chụp hình lưu niệm. Năm nay thì nhưng mà rất đẹp hơn năm rất nhiều năm về trước, đặc biệt có cây thông cao 22 mét, làm bằng vỏ chai bia và lon nước ngọt. Trước cây thông đẹp như thế này thì tôi đưa vợ con tôi đến đây chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa Giáng sinh. Tuy không tốn nhiều chi phí, nhưng để làm ra cây thông Noel này, bà con trong giáo xứ đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức, gom góp vỏ lon. Từ cây thông này, giáo xứ Minh Hòa muốn truyền đi thông điệp về sự hiệp sức, đồng lòng, nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng thời kêu gọi giáo dân chung tay bảo vệ môi trường. Những cái lon đấy thường là người ta ném ở ngoài đường, người ta uống xong người ta vứt lung tung. Nhưng mà tôi muốn giáo dân tôi sống cái bảo vệ môi trường, gìn giữ những cái chất thải. Hoặc là giữ những cái chất thải đấy để làm đẹp môi trường. Ngay cả cái việc những cái lon đấy mình uống xong rồi chẳng có sử dụng được nữa, nhưng mà tôi vẫn sử dụng để nó trở thành một cái nét đẹp cho giáo dân tôi năm nay. Cây thông Noel ở giáo xứ Minh Hòa đã lên đèn, lấp lánh suốt đêm. Các xứ đạo ở Đồng Nai cũng đã trang trí rực rỡ để chào đón một mùa Giáng sinh an lành. Những ý tưởng độc đáo, ý nghĩa của người Công giáo tại Đồng Nai góp phần làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, thúc đẩy tình đoàn kết, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.